video tiếp theo về triển lãm hội chợ bonsai Vạn Phúc các bạn ạ. Bên phía cánh trái lối từ cổng vào ở cái sảnh ở cái chỗ mà giật hai tầng này, em sẽ xin phép quay riêng một video cho cái chỗ này, riêng một video cho cái chỗ giật hai cấp này. Đấy, bảy cây, một số cây rất là đẹp ở đằng kia. Xin phép và đi chi tiết từng cây một để các bác theo dõi nhé. Vừa mới quay hết cái dãy cái này, có cái cây cẩm thị rất đẹp. Dãy kia thì có cây ổi tàu và một số cây xanh rất tuyệt vời. Ở phía kia hôm qua đã quay thì những cây toàn siêu phẩm thôi, toàn là siêu phẩm thôi. Rồi, này rất đông khách, thời tiết rất đẹp, có chút mưa nhẹ nhẹ, có nắng hửng và mưa nhẹ nhẹ, rất là mát trời, cây cối rất là mát. Và chi tiết từng cây các bác nhé. Đi từ đầu dãy đi lại thôi, cây nào thì dù thích hay không thì cũng đã vào đây thì cũng đã có những cái nét mà được tuyển chọn rồi các bạn. Đấy. Đuối. Cái gì kìa? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái ổi của bác Linh. Bất phép. Ủa, đang rất nhiều quả các bạn. Đấy, quả này. Quả đấy. Nó hơi cao nên là cũng không nhìn rõ được thôi. Cố gắng ra chiêm ngưỡng tận nơi các bạn nha. Một cái xanh lá móng, ôm đá. Đây này chắc thửa từ An Khánh về đây. Nhìn rất giống nét của bác Liên này. Đấy, cái tùng của đội phố cổ này. Rất nghệ thuật. Độ tuổi của nó thì thôi rồi, già vô đối đó. Cây tục cối rất hay. Bác Hoàng Lê Minh, cây một số cây của bác Hoàng Lê Minh. Cái xi nữa của đội phố cổ. Trường Yên, Huy Trường Yên. Một cây xi cổ, xi bút hồng, xi cổ. Cao quá. Chậu cổ luôn.
xanh. Dưới trồng trên này có phủ đất Nhật ở trên. Đấy, lại một cây của bonsai phố cổ, cây phi lao. Cây phi lao bé mà rất là đặc trưng phố cổ. Đá thấm thủy rất bay theo cái tán của cái đá thấm thủy. Đó, phi lao sức sống rất là đáng khâm phục cái sức sống của cây phi lao này. Độ già nó có lẽ tỷ lệ nghịch với cái thân hình của nó. Một dãy của đội phố cổ đây một cái cây xanh này, cũng của đội phố cổ hay mang đi chơi đây. Mẹ dễ đang ngồi chạy bên. Để dăm chi nó khá là tự nhiên. Tất nhiên là khi mà rút thì nếu rút sạch thì nhìn nó sẽ dễ hơn. Để này các bác hơi khó nhìn. Cây ngái. Cây ngái này. Ở quê có những cái cây ngái mọc tự nhiên rất là hay các bạn. Bệ rễ rất tự nhiên. Kẹp quả nó nhỏ mà lá ép lại nhỏ hơn. Đấy, ép lá lại nhỏ. Đẹp. Ngái mà làm hay đấy. Đấy. Ép nó lá nó bé tí. Có quả, đôi quả chỗ có quả chỗ. Đây, có quả lá. Đấy. Ngái thì nhiều, già thì nhiều quả lắm. Rất hay. Này về quê thì nhiều lắm nhưng mà chả ai làm, nhưng làm ra đẹp thì lại thấy thích. Trong kia có cây gạo ép, đúng rồi, gạo thì cũng nhiều bác chơi nhưng mà ngái thì ít. Ngái thì ở quê nhiều cây, cái bệ đẹp lắm. Cái ngái Vũ Văn Việt, quả ngái nó nhỏ nó chùm chùm nhìn thích, rất thích. Lá ép lại xanh mướt. Đây. Lá ngái nó to mà, to thô ráp. Ép lại được như thế này. Quá hay, quá lâu năm. Chắc bạch diệp. Cần thăng. Cái lao già đội phố cổ. Phong cách chơi đội phố cổ. Dưới. Đấy, bây giờ rơi cái gì cũng đây là không lọt. Dày. Đây, xa. Xa núi. Bác Nguyễn Đình Thành. Sam núi trái các bác nhé. Có một dòng sam núi là sam hoa yệt này, chỉ có hoa không có quả. Sam núi trái này có giá hơn nhiều. Quần thụ cụm rừng này. Xanh. Trang đỏ. 8 cây.
đi Thanh, đi ra ngoài này, Thanh đi. Trùng là hán. Thế thì chương trình như nào, chương trình? Alo. À, ngắm cây mùa này sướng, thời tiết này dễ chịu quá, lúc sáng có mưa, bây giờ trời đã dịu, không lạnh, hơi mát mát trời. Mặc áo khoác mỏng đi xem cây, thời tiết dịu mát không hanh khô, cây cối sạch sẽ mát mẻ, quá thú vị các bạn. Một đôi xanh cổ. Lộc Vừng và Dũng Khàn. À đúng rồi, lúc nó chẹt đi. Anh sợ là máy của em thì nó đang bật sóng ở đâu. Lộc Vừng. Ừ. Wow, thích cái Nguyệt Quế này quá. Chưa. Cô mà chỗ này. Thân này, thân Nguyệt Quế vặn xoắn này. Chi dăm này, già trắng này. Đấy. Thích, rất thích. Thích không các bạn? Quá thích. À đúng rồi. Quá đẹp. Thế em hỏi Thanh đi. Ừ, xem có như nào. Ừ, xem. Ừ, mực chỗ ấy thì đấu thì xe cho mà thường xe về. Những cái đường gập của cái thân này chỉ có tự nhiên mới làm này chứ con người thì chịu được, con người không làm được. Qua bao nhiêu năm tháng nó mới thành được như này. Giáng đình này, cây xanh giáng đình. Ông hỏi. Rồi, nghỉ máy tí để quay nốt cái khu vực bên này các bạn, quay nốt khu vực này. Sát với cái cổng vào này, bên phía cánh trái.